Xin chào các bạn, hôm nay mình để tiếp tục theo cái lesson, English lessons. Thì mình đọc báo, mình thấy có cái chữ này nó cũng rất là hay à. Thì cái chữ này là flagship, là cái nghĩa chính của nó là một cái chiếc tàu trong một cái hải quân á, có một chiếc tàu chính mà có ông tướng ở trên chiếc tàu đó, có cái ông tướng của hải quân ở trên chiếc tàu đó để mà chỉ huy một cái đàn, một cái dàn tàu, thì cái chiếc tàu đó gọi là chiếc tàu flagship. Nhưng mà khi mà dùng trong một cái câu như vậy á, nó có một cái nghĩa là khác. Thí dụ như là trong cái câu này nó nói là worker at Bloomingdale's flagship store narrowly avoid strike, thì nó có nghĩa là những người làm việc ở cái tiệm Bloomingdale's này á, và cái tiệm flagship là cái tiệm chính của Bloomingdale's, thì họ xém bị đình công, nghĩa là Bloomingdale's flagship, nghĩa là cái trong những cái tiệm của cái Bloomingdale á, cái tiệm này là cái tiệm chính, cái tiệm lớn nhất, headquarter của nó đó. Ok. Thì flagship trong cái context này, trong cái câu này á, thì là nó có nghĩa là cái tiệm chính. Đó, thí dụ như một cái thí dụ khác, thí dụ như là flagship product, thí dụ như nói là hãng Apple Computer Store á, thì cái flagship product của nó là cái gì? Thì cái flagship chính của nó là computer, tại vì người ta nghĩ là iPhone, nhưng mà cái flagship, cái product chính, cái sản phẩm chính của nó, của hãng Apple Computer, là họ làm máy vi tính chứ không phải là iPhone. Ok, mình hy vọng các bạn thích thú với cái lối học này. Xin chào. Xin chào các bạn. Cái chữ thứ hai hôm nay là mình đọc, mình thấy cũng rất là thú vị. Cái chữ này là flat-footed. Thì nghĩa chính của cái chữ này á, là có những người họ bị bệnh flat-footed, đó là cái bàn chân ở dưới á, cái dưới bàn chân họ không có cong lên, họ phẳng luôn, cho nên khi mà họ đứng không có thăng bằng được. Cũng có ít người bị bệnh kiểu này lắm, như là họ bị sanh đẻ ra là cái chân họ bị flat, họ không có cân bằng lắm. Cho nên người ta dùng cái câu này để mà, cái chữ này để mà người ta dùng trong một cái nghĩa bóng, khi mà người ta dùng trong một những cái câu á. Thí dụ như cái câu này, cái phrase trong, ta dùng trong cái phrase catch someone flat-footed, nghĩa là take someone by surprise, nghĩa là mình tới mình làm người ta bất ngờ, người ta không có đề phòng. Nghĩa là mình catch someone flat-footed là mình bắt gặp người đó không có đề phòng gì hết, họ ngẩn ngơ làm cái chuyện gì đó mà mình thí dụ như mình tới mình gặp họ để mà làm cái chuyện gì mà người ta không có chờ đợi cái mình tới, nhưng mà mình tới đến bất ngờ lắm. Thì trong cái câu này, we caught flat-footed liberal rushed to stop a health bill they thought it was dead. Thì những cái chuyện nóng bỏng trên nước Mỹ bây giờ là có hai đảng, đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Thì liberal là thường thường những người của đảng Cộng hòa, của Dân chủ chứ. Thì đảng Cộng hòa họ bây giờ họ muốn lật đổ cái Obamacare. Thì họ làm một lần rồi nhưng mà họ không có thành công.
Cho nên những người liberal này là những người dân chủ á, họ họ không có đề phòng, thì hôm nay những cái người dân chủ họ lại làm thêm một cái lần bầu nữa, tại vì họ đang cầm quyền của chính chính quyền cái chi nhánh thứ hai của Mỹ là Congress, là Quốc hội. Cho nên bây giờ hôm nay họ nghĩ họ có đủ phiếu để mà họ lật đổ cái Obamacare. Thì cái câu này nó có nghĩa nói là những người dân chủ họ ý quá, họ không có đề phòng, cho nên hôm nay bị dân dân Cộng hòa sẽ là một cái rất là surprise, rất là ngạc nhiên, họ sẽ có đủ phiếu để mà họ bầu lật đổ cái Obamacare. Thì những người dân chủ họ không có đề phòng được, họ ý quá đó, vậy đó. Mình hy vọng là mình cắt nghĩa đừng có dài dòng quá, mà tại vì mình không có chuẩn bị, mình chỉ thấy cái này vui rồi mình nói cho nghe thôi, nhưng mà nếu như có lỗi lầm gì thì mình xin lỗi trước, từ từ mình sẽ khá lên để mà cái cách cắt nghĩa của mình. Ok, bye bye. Xin chào các bạn. Hôm nay mình có tìm thêm một cái chữ cũng rất là thú vị. Chữ này là chắc là cuối cùng của hôm nay. Thì trước khi mình cắt nghĩa cái chữ này đó, mình nói một trước một cái câu chuyện cho bà con hiểu. Thì là ông này á là ông người coach, là huấn luyện viên của cái một cái đội 49 nè. Ông này là ông chủ của cái đội 49 rồi. Thì khoảng mấy năm trước á, hai người không có thích nhau, cho nên ông chủ này ông đuổi việc ông huấn luyện viên này, cũng như là fire. Cho nên hai người họ không có nói chuyện sau khi tách ra. Thì bây giờ ông muốn ngồi xuống ăn cơm chung với lại cái ông huấn luyện viên này để mà cũng như giải hòa, nói chuyện hòa đồng với nhau. Thì cái câu đó, bây giờ mình lên cái câu chính này, đó là nó nói là 49 CEO Jed York, sorry, 49 CEO Jed York, là cái ông chủ này nè, wants to break bread with Jim Harbaugh, so hear what they should eat. Ông Harbaugh là ông coach, là ông huấn luyện viên này. Thì cái chữ mình muốn nói đến là cái chữ break bread. Thì break bread như mình đọc, thì nếu như mình có học tiếng Anh qua thì mình thấy bread là bánh mì, còn break là bẻ, thì bẻ bánh mì. Thì mình nghĩ sơ sơ ra này cũng nghĩa là họ ăn chung với nhau, họ mới bẻ bánh mì thì ngồi xuống ăn chung nhau. Thì đó, cái nghĩa thì nó cũng đơn giản thôi, là như vậy. Nếu như mà mình không có suy nghĩ sâu xa đâu thì mình đọc qua mình nói what the heck, mình không hiểu gì hết. Nhưng mà trong cái câu này, ông Jed York ông muốn break bread với cái ông Jim Harbaugh này, là ông muốn ngồi xuống ăn cùng một bữa ăn chung với nhau. Đó, break bread, ngồi là nôm na là giống như muốn ngồi ăn chung với ông coach. Như vậy là xong ba cái từ hôm nay mình thấy thú vị. Mình sẽ upload cái clip này lên cho bà con.